Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 1, đại diện viện kiểm sát sẽ phát biểu quan điểm luận tội đối với 38 bị cáo trong vụ Việt Á. Theo cáo buộc, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 bùng phát, lợi dụng chủ trương của nhà nước, Phan Quốc Việt, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á đã thông đồng Cấu kết với các bị cáo là những người có chức vụ quyền hạn tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ để công ty Việt Á được phối hợp tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu cấp quốc gia về test xét nghiệm do Bộ Khoa học và Công nghệ đại diện chủ sở hữu. Sau đó bằng nhiều thủ đoạn, các bị cáo thực hiện chuỗi hành vi sai phạm, biến test xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu của đề tài thuộc sở hữu của nhà nước thành sản phẩm thuộc sở hữu của công ty Việt Á, sản xuất, bán thương mại trên cả nước với giá đã được nâng khống, thu lợi bất chính đặc biệt lớn. Cáo trạng quy kết Phan Quốc Việt đưa hối lộ là 106 tỷ đồng gây thiệt hại số tiền 1.235 tỷ đồng, trong đó thiệt hại cho ngân sách nhà nước 402 tỷ đồng. Để được tham gia nghiên cứu, cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm, hiệp thương giá, tiêu thụ test xét nghiệm ở các địa phương, Phan Quốc Việt đưa hối lộ và cảm ơn cho nhiều quan chức, cán bộ. Cụ thể, ở tội nhận hối lộ, bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, đã hai lần nhận của Phan Quốc Việt với tổng số tiền 350.000 đô la Mỹ, tương đương 8 tỷ đồng. Bị cáo Hùng đã can thiệp để công ty Việt Á được tham gia phối hợp nghiên cứu đề tài thỏa thuận với Phan Quốc Việt về việc ăn chia phần trăm doanh thu từ việc tiêu thụ test xét nghiệm trái quy định của pháp luật. Bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế nhận tổng cộng 2,25 triệu đô la Mỹ, tương đương 51,1 tỷ đồng thông qua thư ký. Bị cáo Nguyễn Huỳnh, thư ký ông Long, nhận tổng cộng 2,2 triệu đô la Mỹ và 4 tỷ đồng, trong đó số tiền 2,2 triệu đô la Mỹ ông Huỳnh nhận để chuyển cho ông Long. Bị cáo Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế, nhận tiền từ Phan Quốc Việt nhiều lần tổng cộng 300.000 đô la Mỹ, tương đương 6,9 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế, nhận 100.000 đô la Mỹ, tương đương 2,3 tỷ đồng để giúp công ty Việt Á. Bị cáo Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương, ba lần nhận tiền, tổng số 27 tỷ đồng, sử dụng cá nhân 16,1 tỷ đồng. Tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng khoa học và công nghệ, được Phan Quốc Việt đưa cảm ơn 200.000 đô la Mỹ, tương đương 4,6 tỷ đồng. Bị cáo Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được Việt đưa cảm ơn 50.000 đô la Mỹ, tương đương 1,1 tỷ đồng. Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Văn Trịnh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, được Phan Quốc Việt cảm ơn 200.000 đô la Mỹ, tương đương 4,5 tỷ đồng. Bị cáo Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Hải Dương, được Phan Quốc Việt đưa cảm ơn 100.000 đô la Mỹ. Phạm Duy Tuyến được cảm ơn 600 triệu đồng, và 50.000 đô la Mỹ từ nguồn tiền công ty Việt Á chi phần trăm ngoài hợp đồng. Tổng số tiền đã nhận là 4 tỷ đồng. Bị cáo Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc Sở Y tế, phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương, được Phạm Duy Tuyến đưa cảm ơn tổng cộng 7 tỷ đồng từ nguồn tiền công ty Việt Á chi phần trăm ngoài hợp đồng. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Nguyễn Mạnh Cường, cựu kế toán trưởng CDC Hải Dương, được hưởng lợi bất chính 300 triệu đồng do bị cáo Phạm Duy Tuyến đưa sau khi được công ty Việt Á chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng bị cáo Lâm Văn Tuấn, cựu giám đốc CDC Bắc Giang, được hưởng lợi 5 tỷ đồng, hai sổ tiết kiệm do bị cáo Phan Thị Khánh Vân đưa từ nguồn tiền công ty Việt Á chi phần trăm. Khi biết công ty Việt Á bị điều tra, ông Tuấn đã chủ động trả lại hai sổ tiết kiệm. Bị cáo Phan Thị Khánh Vân liên quan công ty Phan Anh nhận 44,9 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng từ công ty Việt Á và đưa cho bị cáo Lâm Văn Tuấn 5 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Định, cựu giám đốc CDC Nghệ An được hưởng lợi bất chính 185 triệu đồng do công ty Việt Á chi tiền phần trăm hợp đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Thắm, cựu kế toán trưởng CDC Nghệ An, được hưởng lợi bất chính 95 triệu đồng do công ty Việt Á chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng. Bị cáo Tiêu Quốc Cường, cựu phó trưởng phòng kế hoạch tài chính kiêm kế toán trưởng Sở Y tế Bình Dương, được công ty Việt Á chi 1,2 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng. Bị cáo Lê Thị Hồng Xuyên, cựu cán bộ phòng xét nghiệm CDC Bình Dương, được công ty Việt Á chi 1,06 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu chuyên viên nhà xuất bản giáo dục, được hưởng lợi 2 tỷ đồng từ nguồn công ty Việt Á chi phần trăm. Bị cáo Nguyễn Bạch Thùy Linh, cựu giám đốc công ty SNB Holding, được hưởng lợi 6 tỷ đồng từ nguồn công ty Việt Á chi phần trăm. Bị cáo Thủy đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo cấp cao để can thiệp tác động ông Nguyễn Thanh Long, khi đó là thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, có mặt tại buổi lễ trao test xét nghiệm công ty Capital Land, ủng hộ chính phủ Việt Nam, từ đó được hưởng phần trăm do công ty Việt Á chi. Ngày 4 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi đối với các cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ trong đại án Việt Á. Trong đó, nội dung đáng chú ý là hội đồng xét xử tập trung vào những sổ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng của bị cáo Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á. Theo hội đồng xét xử, hiện có 3 tài khoản và 5 sổ tiết kiệm đứng tên bị cáo Việt. Năm hai sổ tiết kiệm trị giá 142 tỷ đồng do mẹ bị cáo này đứng tên, cùng hai sổ tiết kiệm trị giá 20 tỷ đồng do con bị cáo 14 tuổi đứng tên, đang bị kê biên, phong tỏa để phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả. Trả lời về vấn đề này, Việt cho biết bản thân sẽ khắc phục bằng tất cả những tài sản mà mình đứng tên. Riêng tài khoản mà mẹ bị cáo đứng tên là tiền Việt trả nợ cho mẹ trong suốt quá trình dài gây dựng công ty. Tài sản này thuộc về mẹ của bị cáo. Hội đồng xét xử đưa ra câu hỏi, bị cáo có thể chứng minh đó là tiền trả nợ hay không? có giấy tờ vay mượn gì không? Đáp lại bị cáo nói không có giấy tờ gì. Hội đồng xét xử hỏi tiếp, đó là số tiền lớn, bị cáo nghĩ mẹ lấy đâu ra mà cho bị cáo vay nhiều như vậy? Việt trả lời, bị cáo không rõ, có thể mẹ vay mượn thêm người thân, bạn bè và cũng không có giấy tờ gì. Hội đồng xét xử cho rằng điều này là vô lý. Tại bục khai báo, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thùy, cựu chuyên viên nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, vợ Phan Quốc Việt cho biết, vào năm 2020, khi biết công ty CP có ý định mua kit test để ủng hộ Việt Nam, Bị cáo đã giới thiệu Nguyễn Bạch Thủy Linh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SNB Holding. Sau đó, Linh liên hệ với công ty Việt Á để mua kit test COVID-19 trị giá 1 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, khi trao đổi kit test cho Việt Nam, công ty CP muốn có người đại diện đứng ra nhận và Linh đã liên hệ với Thanh Thủy để giúp đỡ. Thủy sau đó đã liên hệ nhờ ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế, nhưng ông Long trả lời việc trao nhận đều do mặt trận Tổ quốc thực hiện. Trước ngày công ty CP trao kit test Bà Thủy đã liên hệ với Nguyễn Huỳnh, cựu phó phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược, cựu trợ lý ông Long thì được biết ngày trao vật phẩm có ông Long tham dự. Sau khi bán được 1 triệu đô la Mỹ kit test, Thủy Linh có cảm ơn bà Thủy 2 tỷ đồng. Bị cáo Thủy kể lại thời điểm nhận tiền từ Linh, hôm đấy nhà bị cáo có cố, Linh mang tiền đến đặt được bàn rồi ra về. Hôm sau bị cáo gọi điện lại, Linh bảo "cháu chị em, em cảm ơn chị." Sau khi nhận số tiền trên, bà Thủy cảm thấy rất áy náy, lo sợ nên đã mang trả lại vào tháng 9 năm 2022. Hội đồng xét xử hỏi: Tại sao nhận tiền từ tháng 4 năm 2020 mà đến tháng 9 năm 2020 mới mang trả lại? Bà Thủy trả lời: Bị cáo đã liên hệ với Linh một số lần nhưng chưa trả được. Hành vi của bị cáo là sai, bị cáo rất ân hận vì điều này. Cũng trong phiên xét hỏi, bị cáo Nguyễn Bạch Thủy Linh bật khóc, nói rằng chưa từng vi phạm pháp luật và chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại vi phạm pháp luật. Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo đã hiểu ra và tự nguyện chấp hành mọi yêu cầu. Bị cáo nói trong nước mắt, bị cáo đang bị bệnh hiểm nghèo, bị ung thư đã di căn lên phổi, xin hội đồng xét xử xem xét. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.